khôn nhà giải chợ, ngu si đần độn. Ngày nào tao cũng cho mày ăn muối iốt thôi mà, tại sao mày không khôn thế nào vậy? Cứ đần độn hoài sao kỳ vậy mày? Cái ốc mày là ốc gì? Ốc heo là ốc bò. Tao nói hoài sao mày không hiểu? Tao dạy mày sao mày? Chơi với bạn mình biết chọn bạn mà chơi. Đứa nào tốt thì mình chơi, đứa nào xấu thì tránh ra mày nghe. Thằng tèo là cái thằng mất dạy, không có đi học, suốt ngày chỉ biết la cà phá làng phá xóm, từ đầu trên tới xóm dưới, ai mà không biết nó. Lần nào chơi chung cũng bị nó đánh gần chết à. Hết sủi tay tao bầm mặt, vậy mà cứ lao đậu chơi nó hoài à. Mày sang cái mặt mày đi, mày có nhận ra mày không? Hả? Bị người ta đánh với cái mền rách không biết nhục. Cái mặt của mày, cái mặt mày ta nhục lắm nè. Con tao thì phải hiên ngang hùng dũng, ra đường không chịu thua bất cứ một ai, đánh là phải thắng, chứ không phải đưa cái mặt ra cho người ta đánh. Biết chưa mày? Con đánh à, mà đánh không có lại, né không có kẹo à. Ai biết mày sắp lại rồi nó, đứng xa xa cái. Con cũng đứng xa, mà nó cứ sắp tới con hoài à. Sắp mày chạy. Mà con sợ à. Sợ gì? Sợ ba đánh à. Ba dạy không có được lùi bước trước kẻ thù. Đúng, nhưng tao đâu có kêu mày chạy trốn. Chạy đây là chạy đi tìm cái cây đập bể đầu đó. Đánh bằng tay không lại thì mình chơi bằng cây, không có cây thì lụm đá mà chọi. Hiểu chưa? Hiểu. Mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng trước. Trước là gì ba? Không biết mày, tao hứng tao nói là tao không biết. Trời ơi, vậy sao con hiểu? Đi! Mày phải khôn lên một chút chứ. Mày chỉ được nước chửi là hay à. Chửi. Nín. Dù mày đúng đi nữa đó, mà nghe mày chửi á, người ta không ghét, tao không thèm binh mày đâu, thấy không? Mình phải là người của văn hóa, có đạo đức người ta mới thương, mới binh mình. Tao cấm mày từ đây ra đường gây chuyện với ai, chỉ được quyền đánh chứ không được quyền chửi, nghe chưa? Dạ. Nghe rõ không? Dạ. Kìa anh. Mệt quá. Dạ. Tôi thấy anh nhảy không mà tôi còn mệt nữa. Thằng Tí nó bị thằng Tèo nhà tôi quánh quá đủ rồi, sao anh còn phạt nó nữa anh? Phải phạt, phải đánh nó cho chị. Phạt đánh nó cho nó chừa cái thói hư tật xấu. Chơi với bạn là phải cười đùa vui vẻ, chứ không được đánh lộn chữ thề. Cái thứ mất dạy là tôi không có ưa đâu chị Tám à. Ôi anh nói đúng quá anh ơi. Anh là một người khéo dạy con. Ai như tôi, tôi đã vứt đi rồi. Tôi đàn bà bỏ đi rồi. Chị Tám bình tĩnh. Sao chị lại khóc vậy chị Tám? Thấy anh dạy con nó ngoan. Tôi tuổi. Sao kỳ vậy? Con tôi ngoan mà mắc mớ gì chị tuổi? Con tôi hư chắc chị vui lắm hả? Không có, anh đừng hiểu lầm. Tôi tuổi là tuổi cho thân tôi. Không biết kiếp trước tôi, chắc tôi đẹp hơn kiếp này nè. Dụ bao nhiêu thằng bỏ nó hay sao bây giờ chả. Bây giờ kiếp này tôi lại sinh ra một thằng con phá gia chi tử như vậy. Chị nói quá. Tôi thấy nó chỉ phá làng phá xóm chứ đâu phá nhà chị đâu. Dạ, bởi vậy tôi mới nói. Phải chứ nó phá nhà tôi đỡ biết mấy. Phá trong nhà kệ nó, từ từ mua lại. Đằng này nó phá nhà người ta. Mà mấy bà nói thêm nó bớt hư một. Nói tới 10 đền thấy bà luôn. Rồi mới đây nữa nè, chưa kịp lôi đầu nó về, nó chơi ác ghê. Thằng này chơi, thằng này mai mốt làm cầu thủ sướng lắm ạ. Nó chọi đá bể tôi thuốc bài, chọi ngay luôn bể nát hết vặt sao đã. Tôi thấy cái thằng này nó khùng dữ lắm mà chị Tám ơi. Chị đưa nó đi bác sĩ tâm thần đi. Nếu nó bệnh thì gửi vô nhà thương điên luôn cho rồi. Cái thả rông nó ngoài hoài đâu có tốt đâu. Có bữa nó đốt nhà người ta là chị mang quà đó. Trời ơi, cả xóm đi ăn mày luôn chứ không phải mình về chị đâu. Bởi vậy tôi khổ lắm, tôi mới qua tôi gặp anh tôi cầu cứu. Không phải mượn tiền tôi để đền đủ thuốc cho bà hai chứ. Không không, trời ơi, tủ thuốc thì tôi đền cho người ta rồi. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện thôi. Chuyện gì? Tôi lại anh.
Quỳ xuống đây tôi lại anh. Chị Tám đừng làm gì. Tám ơi Tám. Tôi thiệt tôi lại anh. Thôi mà chị Tám. Anh đừng đỡ tôi vậy. Anh để tôi nói hết. Ủa, đi. Thôi Tám ơi Tám. Thiệt tôi nói ra không chừng anh quỳ xuống anh lại tôi lại anh. Ủa cái gì vậy kìa. Anh dạy anh tèo giùm tôi được không anh. Đâu. Tôi lại chị chứ. Tôi lại. Thấy không tôi nói mà miệng tôi linh lắm. Tôi lại chị lại thiệt luôn á. Chị làm mẹ chứ không dạy đó bắt tôi dạy. Tôi dạy nó không nghe. Tôi nói là nó quay đi chỗ khác à. Thằng này nó cứng đầu lắm anh ơi. Nói một tiếng trả lời mười tiếng. Tôi nói thiệt anh, đụng tới cái tai nó đâu là tôi văng ra mấy mét rồi. Nó gồng không mà tôi bay tới cả đó. Chỉ có anh mới trị giùm thôi. Chị làm nói, ơn. Vậy nói vậy cho còn anh Tám đâu mà không trị. Trời ơi, nhắc tới ông càng thêm tức. Suốt ngày chỉ làm bạn với rượu chứ có ngó ngàng gì tới con cái đâu. Tôi thấy anh là một người cứng rắn, biết cách dạy con. Nói ra là con răm rắp nghe theo. Thấy một tí nè. Cho nên tôi thấy tôi quyết định. Bởi vậy tôi mới qua đây tôi nhờ anh. Thôi được rồi. Dầu gì mình cũng là chỗ bạn bè chòm xóm láng giềng với nhau. Tối lửa tắt đèn có nhau hả chị? Dạ. Không được. Tắt đèn không có nhau là anh Tám ghen chết. Tự chị... anh nói rồi tự anh không chế. Bởi vậy chị nhờ tôi rồi tôi không giúp rồi cũng không được. Rồi tôi đồng ý giúp chị. Nhưng tôi có một điều kiện cần chị đáp ứng. Dân, tôi sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Miễn sao anh trị được cái thằng tèo con tôi. Để nó không ngổ nghịch biết nghe lời cha mẹ. Dù tốn kém bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Nói thiệt với anh, tốn nhiêu chắc cũng không đủ mấy cái tiền tôi đền cho người ta đâu. Anh muốn tôi trả công anh bằng vàng hay tiền? Nói không, không, không. Không cần vàng cũng chẳng cần tiền đâu chị Tám ơi. Trời ơi. Tiền tài với phấn thổ nhân nghĩa mới thiên kim chứ. Tiền bạc chỉ là cát bụi thôi. Nhân nghĩa mới đáng quý chứ chị Tám. Tôi giúp chị đây ra là vì giúp tình chứ không phải là vì tiền đâu. Vậy điều kiện của anh là gì? Rất đơn giản thôi. Tôi là nói thiệt anh nói thẳng luôn nghe. Tình thì tình nghĩa thì được chứ còn tình yêu là đáp ứng được nó chỉ có chồng rồi. Không có đâu. Không dám tình yêu đâu chị. Trong lúc tôi dạy dỗ thằng Tèo đó không? Tôi chỉ mong rằng chị đừng xen vào. Chị chỉ được đứng ngoài lấy mắt ngó chứ không được mở miệng nói. Nếu chị đồng ý điều kiện này thì tôi mới giúp chị đó. Trời ơi, tưởng điều kiện gì khó. Ai dè quá dễ tôi đồng ý. Trời đất ơi tôi ít nói lắm. Tôi thiệt ít nói lắm dữ lắm. Từ lúc con tôi nói vậy tôi mới nói nhiều á. Thôi vậy chị về bển trước rồi ra tôi qua sau. Cảm ơn anh, mọi chuyện trông cậy vào anh. Tôi xin phép tôi về. Cô về nghe tí. Dạ. Con có đau lắm không? Vết thương hôm qua có làm con đau lắm không? Đau lắm. Ồ thôi ráng nha. Qua đợt này cô nghĩ chắc thằng Tèo qua sự huấn luyện của ba con nó không dám nữa. Tôi về nha anh. Ủa vậy làm sao? Mày cười với thằng chó. Đâu biết được thấy ba cười cười theo. Mày nhắc. Tèo. Tèo. Vậy. Ở thùng gì? Phận làm con phải nghe lời cha mẹ. Dù đúng hay sai cũng không được cãi. Vậy mới ngoan nghe con. Chơi với bạn là phải chơi với thật thà, trung thực. Không được ăn gian. Chơi ăn gian là xấu lắm. Chơi với bạn là phải biết nhường nhịn bạn. Không được ỷ mình to khỏe mà ăn hiếp bạn bè nhỏ nhắn. Hiểu không? Gì là không tốt biết không con? Trả lời cho chú biết coi nào. Trả lời cho chú biết coi nào. Tèo, mày có nghe chú Tư hỏi không? Tôi đâu có điếc. Vậy là nghe hả con? Nghe sao không chịu trả lời? Ông đâu phải cha tôi đâu. Muốn dạy à? Giỏi quá. Về dạy con ông đi. Đâu? Tôi không cần ông dạy khôn tôi đâu. Thằng quỷ. Trời đất ơi, mày dám hộn với chú Tư hả? Đồ mất dạy. Đồ con trời đánh. Chị Tám, đừng. Không nên chửi con cái như vậy. Chị nghỉ ngơi để tôi dặn rồi, nhớ không? Mày vừa phải thôi nghe Tèo. Mày đừng thấy tao thương mày làm tới nha. Bữa nay tao giao quyền chú Tư thay tao dạy mày. Nói mà không nghe lời chú á, chú có đánh chết mày tao cũng không can đâu. Mày ráng mày liệu hồn á. Hù tôi hả? Biểu môi rồi nữa.
Má con nói thiệt chứ không phải hù con đâu. Ông dám đánh tôi không? Nếu con ngoan biết cái lời chú dạy bảo, chú đánh con làm gì? Không. Tèo à. Gì? Chú mong rằng từ đây về sau chú không còn nghe ba mẹ con hay bất cứ ai trong xóm này than phiền về con nữa. Con phải biết nghe lời cha mẹ, phải thương yêu kính trọng người lớn tuổi, phải bảo vệ hạnh phúc gia đình, gìn giữ của riêng cũng như của công, không được quậy phá, chọc ghẹo hay hiếp đáp kẻ yếu hơn mình. Vậy mới là người tốt. Con hiểu không? Không. Có làm được như lời chú nói không? Không. Đâu có gì khó đâu, dễ lắm hả con ha? Sao mà ông nói nhiều quá, nó riết cái mỏ nhọn quắc. Tao giết mày ra. Con nít không được ăn nói như vậy, nghe không con? Người ta là người lớn mà, nói vậy là hổn, hiểu chưa? Tôi mệt ông lắm rồi nha. Ông muốn nói thì ông nói, còn bây giờ thôi mấy ông nói một mình đi. Tôi đi à. Ê, đứng lại. Mày chở vô nhà nghe chú dạy bảo. Không. Chở vô nhà mày. Không. Vào nhà đi con mang. Nghe lời chú đi con. Không nghe. Tôi muốn đi chơi à. Tèo. Chú nói nhẹ nhàng mày không biết nghe phải không? Không mày đừng có trách chú cái mày. Này à, ông đừng có hù dọa tôi nghe. Tôi không nghe đó, ông làm gì tôi chứ. Mày không nghe hả? Không nghe là đánh cỏ mày. Đừng đánh nữa anh Tư ơi, đừng đánh nữa. Vậy chị ra. Đừng đánh nữa. Chị ra đi, tôi dạy đó. Đừng. Chạy ra đi. Đừng. Không được đâu. Anh đánh nữa chết con tôi á. Chị xót hả? Thôi tha cho nó đi. Chị xót phải không? À. Vậy chị thôi, chị dạy nó đi nha. Tôi không dạy nó nữa. Tôi về. Nè, mai mốt mà nó chửi ai nó leo lên đầu chị ngồi đó, chị đừng cố chịu đi. Đừng có than thở với tôi nữa nghe chưa. Tôi có giúp chị đâu. Đi à, về con. Anh Tư ơi, anh Tư, bộ anh giận tôi hả anh Tư? Giận chứ. Ơi mà giận gì, người dân mà vẫn làm gì? Tôi buồn mà. Anh buồn, buồn chuyện gì? Buồn. Chị là người lớn mà chị không biết giữ lời. Điều kiện tôi đưa ra cho chị, tại sao chị không làm theo? Dạy con cái kiểu như chị thì làm sao nó ngoan được. Nhưng mà anh có chắc là cái cách dạy này con tôi nó ngoan không? Anh quánh nó quá. Chắc sao không chắc. Bảo đảm 100% luôn. Nếu tôi nói sai ra tôi nằm xuống đây nè, cho chị đánh tôi lại, hành hạ tôi lại, tới chết cũng được đó chị. Chứ nhờ tôi giúp thì chị phải tin tưởng tôi chứ. Dạ thôi được rồi, thôi được rồi, tôi tin anh. Anh cứ dạy tiếp đi, tôi không xen vô nữa đâu. Má, sao má ngu quá vậy? Khi không suối người ta đánh con mình hả? Thằng quỷ sứ, mày dám ăn nói hỗn láo với tao như vậy hả? Thằng quỷ dệt. Anh Tư, quánh nó đi. Quánh thẳng tay cho tôi. Quánh chừng nào nó biết nghe lời mới thôi. Quánh. Được. Thì tao chơi mày tới bến à. Tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của chị. Biện pháp một đã xong. Giờ tới biện pháp hai. Tam ban triều điện. Chị Tam, nghe tôi nói gì không? Nói gì á? Tam ban triều điện. Hả vậy? Hiểu biết tam ban triều điện là gì hả? Không biết thiệt không hư. Con biết nè. Biết nói gì Tám nghe coi con. Dạ, Tám ban triều điện á là. Thôi dì Tám đi theo con nói nhỏ nhỏ cho dì Tám nghe. Ai nghe dì cháu mình biết rồi. Đi. Sao không nói đây? Tiêu đời mày rồi con ơi. Trời đất ơi, Tám ban triều điện là cái xô nước nè hả? Còn hai thứ nữa. Đây nè ba. Biện pháp này công hiệu lắm chị Tám ơi. Giờ đó mà thằng Tí nhà tôi nó ngoan đó. Nhưng mà anh định làm gì với mấy cái thứ này? Rồi chị sẽ biết. Tất cả lui ra. Tèo. Gì? Nãy giờ á, những điều chú dạy con thấm thía chưa con? Con đã biết lỗi của mình chưa? Biết lỗi của mình chưa?
biết chưa? Biết chưa đấy? Biết chưa? Anh Tân nhẹ tay thôi, đừng có siết quá coi chừng nó chết. Thầy ô, nhận lỗi đi con, nhận lỗi má lại con, nhận lỗi đi không bị đoàn nữa. Nhận lỗi đi. Sao? Con. Nhận lỗi đi. Mày có chịu nhận lỗi không cái thằng lì lợm? Dạ dạ. Hả? Mày không chịu nhận lỗi hả? Mày làm thinh á? Ủa cho mày chết nè. Ủa ôi chết. Mất dạy nè. Lì lợm nè. Chưa nghe không? Chưa. Đừng đánh nữa. Chết nó anh ơi. Hả? Trời ơi Tèo ơi con có sao không? Tèo ơi trời ơi, sao con tôi đập im ru vậy nè trời ơi. Anh cái gì? Hung thủ giết người, anh đã gây án rồi trời ơi. Gây án gì? Anh giết chết con tôi rồi. Làm gì chết thì chết ra coi đi, tôi coi coi. Trời, nó còn thở chết gì mà định làm gì nó nữa. Để tôi giúp cho nó tỉnh lại nghe. Tí cầm xô nước ở đây coi. Tỉnh lại chưa con. Trời ơi thằng Tèo nó làm sao vậy hả anh Tư? Trời ơi con, nó đâu có sao đâu, vậy là thành công rồi đó chị. Nó đang chuyển đổi tâm tính đó đó. Phải vậy không? Thôi hay là anh quánh quá, bây giờ nó khùng rồi, cái mặt nó ngu cái ghê rồi kìa. Chị nói vậy chị Tám, phương pháp dạy con giá truyền của dòng họ nhà túi á, dễ gì mà nó khùng được. Chị yên tâm đi, chị xem nè. Cậu thằng này Tèo. Dạ chú gọi con hả? Dạ, sao? Con biết lỗi rồi, con xin nhận lỗi. Biết lỗi rồi thì tốt. Chị thấy công hiểu chưa? Kẻ làm lỗi thì mới biết nhận lỗi sẽ được tha thứ. Khoanh tay lại mày. Khoanh tay lại. Từ nay về sau cha mẹ nói còn cãi lại nữa không mày? Dạ con không dám. Còn đi phá làng phá xóm nữa không? Dạ con không dám. Còn ăn hiếp con tao nữa không? Dạ con dám. Gì? Dạ con không dám. Tốt. Đã thử qua mấy thứ rồi phải không? Dạ rồi. Biết tên của nó chưa? Dạ con nhớ rồi. Tam Bang Triều Điển. Tốt. Lần sau mà còn tái phạm không phải Tam Bang đâu, mình Thập Bang Điều Điển, 10 thứ một chỗ nghe con. Ủa cái vụ này mới hả chú? Ủa Thập Bang Triều Điển là cái gì hả chú? Thì muốn biết đi quậy rồi mày sẽ biết liền ha. Con biết nè. Thập Bang Triều Điển gồm có là dây nịch nè ha, búa đóng đinh nè ha, dao lam nè, keo bẫy chuột nè, sắt nướng lửa hồng, vỏ sầu riêng. Thôi tí ơi, mày đừng nói nữa, tao sợ lắm. Thôi con đừng nói nữa, con nó sợ rồi. Biết sợ thì tốt rồi đó. Dạ. Cố ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nghe chưa? Dạ. Không có chọc phá xóm làng được mọi người yêu mến, hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa mày? Dạ con hiểu rồi. Con xin hứa sẽ nghe theo lời chú Tư dạy bảo, không làm điều sai trái nữa. Chị mới ngoan chứ. Xin lỗi đi. Dạ. Mày đâu vậy? Xin lỗi tao trước nè. Vì mày mà tao mệt nè. Con xin lỗi chú, vì con đã làm phiền chú, làm cho chú mệt. Chú tha thứ cho con đó. Xin lỗi một tí đi. Mày đánh nó bầm mặt phải xin lỗi nó. Tèo. Đúng rồi, con đánh bạn thì phải xin lỗi chứ. Xin lỗi bạn đi con. Ê. Mày dòm cái gì nữa vậy? Dạ nói mình lỡ tay đánh bạn bầm mặt, bạn tha lỗi cho mình nha. Tha lỗi cho bạn đó. Đừng có ý lớn mặn hiếp mình nữa nghe không? Mình hứa mình không có quýnh bầm mặt nữa. Bữa sau có quýnh nhẹ thôi. Ấy bà. Công nhận anh giỏi thiệt á. Thì tôi đã nói mà. Nè, xin lỗi má mày đi. Má, trời ơi đâu mà con làm gì vậy? Không, con xin lỗi má. Từ đây về sau con sẽ không làm cho má buồn nữa đâu. Giỏi quá phải chi, trước kia con ngoan như vậy thì con đâu có bị đòn bị đánh vậy. Cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Cảm ơn anh dữ lắm, anh dạy con tôi. Mặc dù thiệt là tôi cũng giận anh lúc nó quánh nó nhiều lắm á, nhưng mà thôi cảm ơn dữ lắm. Cảm ơn chú Tư đi con. Cảm ơn chú Tư nghe chú Tư. Nhớ nghe lời chú dạy nghe không? Dạ. Thập Bang Triều Điển lúc nào cũng trực
chờ con hết sao nghe con. Dạ thôi không dám nữa. Tôi về chị Tám ơi. Dạ dạ anh Tư về dạ dạ. Tí về con. Dạ thưa chị Tám con về. Con về đi con. Về nghe tao. Ừ bạn Tí về đi. Mai mốt mình không quýnh nữa đâu nghe. Ê ba đi giúp chị con rồi đó. Con hả dạ chưa? Đỏ quá bà ơi. Bay đi đâu hết rồi? Chết hết rồi phải không? Công ty mà để vắng tanh như chùa bà đánh gì là sao? Tao trừ lương cắt thưởng hết. Đừng có chọc giận tao. Sáng nào cũng vậy. Phải chửi bới mới thấy sảng khoái. Mới có không khí chứ. Mà dường như chửi riết ở thành thói quen nghe. Thành cơn ghiền luôn á. Nhiều lúc thích chửi một mình vậy á. Chửi rồi tự nghe tự khoái luôn. Nãy giờ là chửi không khí không đó chứ. Có ai nghe đâu. Nghỉ hết rồi. Tự ý bỏ việc hết rồi. Mà công nhận mình nghĩ mình càng thấy mình thông minh ghê nha. Cứ tuyển nhân viên vô thử việc, bắt thử hoài không có trả lương, còn chửi bới liên tục. Họ làm sao chịu nổi. Bởi vậy nghỉ hết. Ta lại tuyển tiếp. Và lại có người nhào đầu vô nghe chửi tiếp. Ý cha, chắc là vô xin việc đây nè. Mới nói là có liền à. Ủa sao nhìn quái dữ vậy trời. Gì mà giống nhà quan chết chủ quá à trời. Ui da chết tôi rồi. Trời ơi. Ý. Gối nhồi bông. À quên, thú nhồi bông. À, mà nó mềm, mềm dữ lắm, mềm tưởng như cái gối vậy á. Ôi trời, chết lúc này người ta làm mấy con thú nhồi bông bự dữ vậy hả ta? Người... Ê, trời ơi, tôi chết cha. Con người chứ không phải con thú nhồi bông. Em xin lỗi. Em chào ông anh à. Quá đen. Tôi mà nãy giờ con nhồi như là nhồi thú là sao? Cô là ai? Cô cần gì? Cô muốn gì? Dạ em cần... Em muốn... Muốn... Bối rối quá. Em muốn... Thôi. Muốn... Thôi. Tôi hiểu rồi. Nhìn là biết muốn cái gì rồi. Trời ơi vậy hả? Em cảm ơn ông anh dạ. Dạ tại vì em quá ngại, không biết mở lời thế nào. Dạ mai nhờ ông anh đây tâm lý quá à. Dạ ông anh giúp giùm nha. Giúp ra tôi không phải nói ra lời là tôi đỡ thẹn rồi. Thẹn thùng làm cái giống gì. Ngồi xuống đó đi. Chờ tôi lấy sổ sách ra đã. Dạ. Cảm ơn à. Sao phách chó dữ vậy trời. Nói gì? Dạ không à. Anh nói gì hết trơn á. Về. Dạ. Có cần nói họ ra không à? Tên thôi. Họ làm gì cho nó lâu thôi. Tên gì? Dạ. Diễm Mộng Quyền Mơ Ngọc Nữ. Tôi đã nói là nói tên thôi. Sao kéo chi nhây ra dây cả nhợ vậy hả? Dạ đó là tên em đó. Nếu mà thêm họ nữa là Nguyễn Trần Diễm Mộng Huyền Mơ Ngọc Nữ. Trời ơi.
Mới nghe tên thôi tôi muốn sốt rồi đó. Nhìn bà ai là không biết là nữ. Dạ. Con bà đặt. Dạ. Nè. Dạ. Bà nữ. Dạ. Nhiêu tuổi rồi? Dạ. Hai bì. Hả? Hai bì. Cái gì? Bì bì gì? Hai bảy. Hai bảy hả? Dạ. Yeah. Hai bảy nó hai bảy đi bà đặt điệu. Hai bì. Hai bì. Dạ. Trình độ văn hóa 15/12. Cái gì? Là sao? Dạ là ở lại lớp á. Là lưu ban nó có vậy mà cũng không hiểu nữa. Là tại vì người ta học 12 năm là người ta chỉ có là lên lớp 12. Tôi học 15 năm tôi mới được lớp 12. Hiểu không? Công nhận bà giỏi quá. Dạ. Bà học hơn người ta 3 năm luôn. Dạ đúng rồi. Chắc là cũng cúp cua trốn học đi quậy dữ lắm phải không? Dạ không đâu à. Là em không có cúp cua trốn học để làm bệ bạ gì đâu. Là tại vì em mê thể thao quá đó thôi. Mê thể thao hả? Dạ. Môn gì? Dạ bi da lộ. Trời ơi, trốn học đi thuộc bi da lộ thứ dữ rồi đó nghe. Dạ. Yeah. Thôi được rồi. Dạ. Yeah. Xong. À dạ, vậy là xong rồi hả? Trời ơi sao nhanh vậy? Hỏi vài câu là xong rồi hả? Thôi bởi vì cái hàng này cũng đâu có phải là cao giá gì đâu. Chứ hỏi làm chi nhiều. Dạ. Yeah. Làm việc là phải nhanh chóng. Dạ. Vậy ông có đồng ý? Đồng ý. Tôi nhận. Ôi trời ơi mừng quá, ông đã nhận lời. Vậy công việc tôi chừng nào bắt đầu vậy? Hôm nay. Hôm nay. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ôi trời ơi sao có thể đơn giản như là đang giỡn vậy nè. Tôi cứ nghĩ là chúng ta phải bàn bạc kỹ lắm chứ. Còn thế còn tiền? Thôi tiền gì, tôi ghét nói đến tiền bạc lắm. Trời, khi đưa công việc chưa đâu vào đâu hết. Đừng để đồng tiền nó đập vô trong mặt mình bị say sẩm biết không? À dạ dạ. Phục quá. Em cảm phục ông anh quá. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Ông hãy hướng dẫn một chút cho tôi. Được rồi, cô nghe đây. Bây giờ cô á, mau vô đó lấy mùi lao, rồi quét, rồi lao. Làm xong, từ ngoài vào trong, rồi thu dọn chỗ này cho gọn, đổ rác ra đường, cứ thế mà liễu lường. Sao vậy? Nghĩ làm sao kêu tôi lau nhà đổ rác vậy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thì công việc đầu tiên là phải vệ sinh chứ. Đó. Nhìn kỹ lại bà đi. Tướng tá như vậy không lẽ đòi làm trợ lý, thư ký? Tỉnh lại đi bà. Xin việc được là may mắn lắm rồi. Cái gì? Cái gì? Ai xin việc? Bà. Tôi xin việc. Hồi nào. Không xin việc chứ chui vô đây làm gì. Trời ơi trời, đúng là một việc lầm. Một sự lầm đáng lý ra không thể nào xảy ra mà cũng xảy ra bởi cái thằng đầu heo mà ốc lợn này. Trời ơi, tôi vào đây là vì muốn tìm người chồng đúng theo sở thích của tôi. Trời ơi, thấy cái bản có ghi dịch vụ mai mối hôn nhân gia đình Xuyên Châu Lục, thành ra mới ghé vào. Ai về gặp cái mặt, trời ơi, cái mặt chúa ngục là sao? Chị gà. Cái gì? Đàn. Cái đàn. Chị. Xin lỗi em. Làm lẫn em. Thật là xin lỗi, cao lỗi. Mời bà ngồi. Ngồi cảm đi. Ơn. Xin tự giới thiệu với bà. Tôi là Đồng Nam. Ôi trời ơi. Giám đốc công ty này rất hân hạnh được gặp bà, mong bà bỏ lỗi cho. À, không, cũng có gì. Giám đốc ăn. Dạ. Bởi công ty này của ông hả? Dạ đúng vậy. Sao vắng que vậy? Trời ơi chả thấy ai hết à. Mà sao con mình ông vậy? Không, bà nghĩ sao, chỉ có một mình tôi chứ. Một mình tôi thì làm sao lo hết công việc của cả một công ty này. Nhân viên ở đây chưa tính các chi nhánh đại lý đã là 30 người rồi. Trời ơi đông quá. Đúng, đông lắm. 30 người chui vô đây. Dạ. Chắc giống cá màu vô hộp lắm á. Chật chội quá sao làm việc được, ngộp thở chết đã ông à. Hiểu lầm nữa rồi. Không, 30 người. Nhưng đa số họ làm việc tại nhà, ít khi đến cơ quan lắm. Làm việc qua internet không à.
Cô chỉ chỉ đạo họ qua internet luôn ha. Ở đây chỉ có một vài người làm việc thôi, chứ nghĩ sao 30 người vô chui vô đây làm sao người nào sống được với tôi. Ông nói ở đây có vài người sao? Tôi cũng đâu thấy vài người đâu, có mình không à. Ông đừng nói à, một mình ông mấy khối thịt này ông chia ra ngàn lần trăm mấy chục ký là ý là chia cái số ký là được bao người nha. Không phải. Tôi cho họ đi du lịch hết rồi. Trời ơi, tại họ làm việc căng thẳng quá nên cần thư giãn chút. Hai người đi Thái Lan chơi. Còn một bà làm vệ sinh thì tôi cho đi Paris để nghỉ mát. Cha mẹ ơi, làm vệ sinh mà được đi Paris nghỉ mát, ông cưng nhân viên quá đáng vậy à. Phải vậy chứ cô, tôi cần phải quan tâm đến họ thường xuyên thì họ mới làm tốt được. Vì chính vì vậy cho nên công ty của chúng tôi hùng mạnh như ngày hôm nay là nhờ tôi. Trời ơi, em tốt quá. Còn tôi thì tôi ngỡ ngàng quá. Trời, tôi nói tôi còn ngỡ ngàng hú hồ gì cô. À mà thôi, bây giờ chúng ta vào công việc đi. À vậy đi. Cô sẵn sàng chưa? Tôi trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Nào, bây giờ bắt đầu. Cô hãy chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ nha. Cô hãy cởi bỏ tất cả. Hả? Cởi ra. Hả? Cởi hết ra. Hả? Tôi sẽ giải quyết giúp cho cô. Trời ơi, không. Bớt người ta, bớt. Cứu. Trời ơi, cứu. Lấy thịt đè người. Cô đứng lại. Nín. Sao vậy? Cô hiểu lầm rồi. Mày nói chuyện được buông ra đừng có la nha. Ba rồi sao quá, nghe tôi giải thích nè, đừng có la nữa. Ý tôi nói là cô hãy cởi bỏ tất cả những gì còn vướng mắc, trút hết tâm sự ấm ức trong lòng. Tôi sẽ xem xét và tìm cách tính toán giúp đỡ cho cô mà. Tư vấn. Trời ơi, tư vấn hả? Ôi, làm hết hồn hết trơn à. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng tính là tôi làm bậy phải không? Cô phải suy nghĩ chứ. Chứ bộ nhìn dáng ông làm chuyện đúng không hả? Sao tôi dám làm điều đó chứ? Cô nhìn lại xung quanh đi. Kiến không đó, gương không đó. Ai đi ngang cũng nhìn thấy hết đó. Chết liền á. Xin lỗi ông. Dạ tại vì tôi bối rối quá à, tôi nghĩ sai à. Thôi. Hồi nãy tôi cũng định nghĩ nếu mà ông làm càng làm bậy đó, tôi đập dở mấy mảnh kiến này ra, tôi lấy nó tôi ghim vô đầu ông á. Thôi, tôi định vậy đó. Thôi, bà đừng định thấy ghê quá à. Thôi, bây giờ hãy nói đi, kể đi, chút bầu tâm sự đi. Dạ thưa ông, chuyện lâu lắm rồi, nhưng tôi không thể nào quên được. Ông ơi, ông có biết không? Biết sao? Ngày xưa ai là ngọc cành vàng là tôi đó. Ngày xưa ai quyền quý cao sang là chồng của tôi đó. Hai đứa tôi sống hạnh phúc trong một túp lều lý tưởng. Sao nữa? Sao mà nấc hoài vậy? Ôi. Nói đi khóc hoài thì sao biết được khúc này sao? Đang nôn nóng nè. Những tưởng trăm năm vàng đá, nào ngờ đâu sẽ nghe tan đàn. Rồi sao nữa? Bước bước ra đi, tìm em xa băng, hồn em chết lặng. Anh đã xa đi, không nói năng chi. Em nhớ mãi dáng anh thiêng thần. Kỷ niệm giờ đây đã qua, để rồi tim em héo khô. Nay còn gì khi người xa khuất? Quốc rồi đi mất tiêu rồi. Đừng thảm quá. Đừng sầu quá. Ôi một hoàn cảnh éo le quá. Đáng thương quá. Đáng tội quá.
Ủa không không bắt lộn nó lộn. Bây giờ em nói đi, em cần gì anh sẽ giúp cho. Chồng em đi đâu anh sẽ tìm tung tích cho em. Chết rồi ông nội. Dám đi xuống dưới tìm ông. Sợ xạo hoài. Vậy cô vô đây cô muốn gì? Tôi muốn có một thằng chồng hờ thế chỗ chồng tôi. Ông hãy tìm cho tôi một thằng đàn ông giống y hệt chồng tôi. Ôi, tưởng đào non lấp bể gì chứ. Cái chuyện đó là khó khăn gì đâu. Trong tài của tôi có cả trăm cả ngàn thằng đàn ông đủ loại. Cô muốn loại nào? Trắng đen, cao thấp, mập ốm, đẹp như tiên, xấu như thú đều có hết. À, có biết đẹp như tiên thì chưa thấy mà xấu như thú là thấy rồi. Dạ. Ở đâu? Thôi không nói, sợ đụng chạm bị người ấy cũng đang giúp mình mà. À, cảm ơn. Trời ơi, cái tiêu chuẩn mà tôi đưa ra, người ấy phải đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Ủa? Và phải yêu tôi, chiều tôi mọi lúc mọi nơi, lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Sao hợp đồng vậy có làm nổi không? Có người như vậy không dạ? Có chứ. Kiểu nào mình lại chả có. Nhưng mà cái vụ này giá hơi cao nha. Tại vì diễn viên điện ảnh mà. Không thành vấn đề, tôi là Việt Kiều mà. Vậy sao? Việt Kiều mới về nước hả? Yes. Từ đâu về? Iraq. Chùm dầu hát hả? Làm hợp đồng đi. Đây đây đây. Từ từ. Đừng có nóng. Đây. Có ngay. Chừng nào tôi mới nhận được hàng? Ngày mai. Tại đây. Không. Bà thông cảm đi. Diễn viên điện ảnh mà. Đẹp trai thường hay chảnh chẻ lắm. Ồ. Chứ không phải như tôi. Tôi chà. Thiệt. Quán cóc chị hè tôi cũng gặp nữa. Muốn ói không? Hãy hẹn ở nhà hàng đi nha. Không. Đừng đến nhà hàng. Ở đây đi. Không được. Phải chiều tụi nó một chút chứ. Người mẫu mà. Phải tốn kém chứ. Đẹp trai mà. Khó không lắm. Phải là tôi sợ tốn kém. Tôi xá gì tiền bạc. Chỉ sợ chốn đông người. Hiểu không? Ồ. Chào ông. Ôi, khoan. Đó là bà yên tâm đi. Bà cứ việc bao hết nhà hàng là xong. Sợ lâu quá vậy không biết nữa. Bây giờ ta đi. Muốn hiền cũng không được cái mấy quỷ này. Thôi xin bỏ cái hiền qua một bên. Chửi tụi này một chút cho nó hạ giận. Mình lấy bản chất của mình ra thật một chút thôi. Bà nội cha mày. Mày bắt tao tròn, tao rủa, tao trù cho hát hơi sặc máu cho biết thân. Mày dám cho bà leo cây, bà sẽ đến bà cào cái công ty mày như cào cỏ, cào rác cho mày coi. Mày cho đến đây. Mày hủ lô vô nhà đụng mà trời ơi. Cô có sao không? Tôi có làm gì nên tội mà. Ủa? Ủa? Trời đất ơi. Ông á hả? Trời ơi sao đụng tôi quả mạng vậy? Ai nói tôi đụng cô? Mới thắt tay nè. Cái hơi tôi thôi mà cô đã té rồi đó. Trời ơi. Chứ tôi mà đụng cô là bảo đảm cấp cứu đem cô vô nhà thương rồi. Trời ơi. Cô làm cái gì vậy? Cô định đi đâu? Bồn chồn háo hức hồi hộp chứ gì. Tôi biết mà. Rồi đây cô sẽ vừa lòng hả dạ thôi. Sung dữ vậy. Sung vô bằng mặt ông bây giờ. Sung. Hẹn hò gì mà quái lạ vậy? Bắt tôi chờ tôi nóng ran cả mặt mày. Ông biết tôi tức như thế nào không? Hả? Sao? Bây giờ tôi nói thiệt với ông, từ nãy giờ tôi chờ ông mà tôi cứ tưởng ông không tìm được hàng rồi trốn mất rồi chứ. Sao lại không có hàng chứ? Trong tài tôi có cỡ 1,000 đứa sẵn sàng đến đây phục vụ liền. Không. Ừ? Đừng nha. Đừng gọi tụi nó đến nha. Sao vậy? Cha ơi, ở đây là nhà hàng, kêu 1,000 đứa đến đây có nước mặt hả? Giả lại tôi chỉ cần một người thôi. Đúng. Vì thế nên tôi mới tuyển lựa cho 1,000 thằng đàn ông hấp dẫn ấy được một thằng đàn ông hợp ý cô thôi. Đúng theo cái yêu cầu của cô. Cực kỳ lý tưởng. Vậy dạ. Thiệt hả? Ừ. Ôi trời ơi, có thật như là ông nói không? Ôi sao tay chân tôi vụng về như vậy? Sao tôi bối rối như vậy? Trời ơi, ông nói xem chàng ấy là người thế nào mà bảo là hấp dẫn. Dáng người khỏi chê,
dài 5 tấc rộng, lớn 10 thước cao. Cái hồn này vô để dành hái dừa hả? Dạ thưa ông, tôi không cần cái loại người mà dài 5 thước rộng gì 10 thước cao chi hết trơn á. Mỗi lần nói chuyện nó tôi bắt cầu thang lên hả? Trời ơi, thôi thôi, tôi không có ý định mà lấy khủng long đâu, lấy người mái đâu, nghe chưa? Tầm 7, 7 quá 7. Ý tôi nói là thân hình lực lưỡng á, nó cao to như là Từ Hải. Thôi đó. Không, tôi không cần như là Từ Hải, bởi vì như Từ Hải sẽ chết đứng đó ông nội. Bị chém chết đó cha. Nhưng mà thằng này nó không có chết, nó đẹp lắm. Nghe tả nè. À là tựa Từ Hải đó hả? Ừ. À, sao? Ta biết chồng tôi mà ông sắp chọn là ai rồi. Ai? Thằng giữ ngựa. Nó giữ ngựa, nó luyện cái giọng nó cỡ đó, nó mới la nổi mấy ngựa hí. Chừng nào ngựa nào bệnh đó, rồi nó vô nó hí phụ. Trời ơi thôi, kêu tả người. Sao ông tả ngựa làm chi? Tôi cần chồng chứ tôi đâu có cần ngựa. Mà cứ ngựa à. Tôi tả con ngựa hùng dũng cỡ đó thì bà biết là cái chàng hiệp sĩ của bà là nó còn cỡ nào nữa. Nó như vậy mà còn bị khuất phục bởi một người thì người đó không thể nào tầm thường được. Cô hãy tưởng tượng đi, có một dũng tướng cưỡi một con ngựa ô khỏe mạnh đang phi nước đại đến trước mặt cô, đang tới, gần tới, dần dần sắp tới. Ủa? Có thấy gì đâu? Thấy chưa? Tôi không hề thấy. Thấy mà đẹp chưa? Tôi thấy giống hũ lô mà nó cán đường đá để sắp lập đường. Đó là ông đó, ông nội. Thì đúng rồi, là tôi nè. Ha! Ôi nghe qua như xét đánh ngang tai. Ôi chồng tôi, người chồng mà em luôn tôn thờ tưởng nhớ. Chàng ơi, chàng về đây bằng xương bằng thịt hay bằng oán hờn đến chết vẫn chưa tan. Hãy đến đây, hãy đến bên em mà người trai thương nhớ. Rồi anh ơi, anh em nhớ anh qua. Anh ơi, anh à. Anh ơi. Buông xa, nhỏ quá. Xin lỗi. Ôi trời, vì trong lúc xúc động tôi cứ ngỡ là ông đây là người từ thiên cổ trở về. Không sao, không sao. Sao tại vì hồi đó chồng tôi chết trôi. Chết trôi rồi cái xác nó bị phùng lên y như ông vậy. Thành ra ông vừa nói một cái mắt tôi qua rồi tôi tưởng tượng chồng tôi vậy thôi à. Trời ơi, thôi bà đừng tưởng tượng nữa. Chồng bà chết trôi rồi bằng tôi mà chết trôi chắc không biết bằng cỡ nào đấy. Thì thôi, đâu á. Tôi thấy bà làm quá à. Chắc tôi phải gọi hàng đến gặp quá. Đúng. Gọi đến đây đi. Giờ anh ấy ở đâu mà sao chưa thấy đến dạ? Từ từ đến rồi, chưa chịu vô còn mắc cỡ nữa. Diễn viên điện ảnh mà. Gì cũng diễn viên điện ảnh, gì điện ảnh. Dù sao cũng phải giữ giá một chút chứ. Thôi mà giá gì, giá giữ gì thì cũng là cái giá thôi. Vô đi, gọi chàng vô đi. Tiền đây. Tiền gì? Tiền cọc. Lỡ gặp rồi hai người họ lo hú hí quên tôi sao? Bởi anh cha này thiệt, bởi suốt đời sống cái nghề này. Nè, tiền đây nè. Vậy mà nó ngon lắm. Tiền là gì, tiền là chi? Đồ bá xạo. Thôi lẹ lên mày, tao đưa tiền rồi tao không mất thèm rồi. Sự mày lên, nhanh lên mày. À, xin tuân lệnh. Nhanh lên đó nghe, không có tao cào đâu mày à. À, có nghề, có nghề. Có tiền là thích chửi vậy.
Làm gì vậy? Làm trò điên gì vậy? Ai mượn vậy? Ai mượn ăn mặc đầu tóc tay chân như ăn mày vậy? Tôi kêu ông dẫn chàng của tôi vô đây. Ông làm cái trò gì vậy? Thì đó. Gì? Nó nè. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hết hồn. Hết hồn á, tôi giả chạc ở trong mặt bây giờ đây nè. Ông làm gì vậy? Ông nói ông á hả? Đúng. Trả tiền lại đây. Sao vậy? Trả tiền lại đây. Bình tĩnh. Trả tiền lại đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, nghe tôi giải thích nè. Giải đi. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của bà rồi. Cố gắng lắm rồi đó. Sao? Ông làm đúng theo yêu cầu của tôi rồi đó hả? Tôi yêu cầu sao? Tôi yêu cầu một người đàn ông đẹp trai như diễn viên điện ảnh và biết chiều chuộng tôi, nghe rõ chưa? Chứ tôi không có yêu cầu một cái thằng điên khùng thật thà như mày, hiểu chưa? Cái gì? Ai khùng? Có bà khùng thì có. Hả? Bà yêu cầu quá đáng. Tôi lỡ nhận rồi tôi mới ráng chiều bà, chứ bà tưởng tôi ham bà lắm mà. Tôi nói cho bà biết. Ê, trời ơi, nói thiệt. Mày nín, mày nín, mày nín. Cái gì quá đáng? Tao yêu cầu bình dị vậy mà nói quá đáng hả? Mày nín, mày nín, mày nín. Bình dị quá mà. Ờ. Đẹp như diễn viên điện ảnh thì đã khó rồi. Ờ. Mà còn đòi chiều chuộng bà hết mức. Đúng. Bà muốn gì được đó. Đúng. Trời ơi, ai dám chiều bà, chỉ có tôi mới ráng nhắm mắt đưa thân vậy thôi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mà tôi nghĩ bà quá đáng. Bà quá đáng. Bà nhìn đi, ngoại hình tôi phải ăn đứt diễn viên điện ảnh chứ. Đúng rồi, mày ăn đứt. Mày ăn đứt hết trơn. Tao đâu có nói là mày không ăn đứt đâu. Cái gì mày cũng ăn đứt hết trơn á nha. Vì cái khối thịt di động của mày là đã ăn đứt người ta rồi nha. Tôi xin lỗi ông nha. Ông á là người có điện. Đúng, đầy đủ điện nước á. Mà cái điện mà loại để giật người ta thì có. Nhìn muốn ói à. Trả tiền ở đây. Không trả. Đâu? Bây giờ quê à. Vụ gì? Bà bỏ hợp đồng rồi bà ráng chịu. Cho nói ngược. Chưa đền thêm là mai cho bà. Tôi vẫn đảm bảo yêu cầu mà. Bà không nhận hàng thì về đi. Không chịu thì đi thưa. Tôi thào. Mày ngang ngược. Mày trời ơi, được rồi thôi. Tao cho mày biết tay bà. Trời ơi trời, con này nó đâu. Mày nghĩ tao chắc mày nhìn tao chắc là yếu điệu thục nữ. Mày định ăn hiếp tao hả? Trời mày? Ơi, trời ơi. Mày định là mày lường gạt tao hả mày? Không có chuyện đó đâu cưng. Không muốn gì? Có đâu mày. Bây giờ bà làm gì tôi hả? Định hù à? Kêu giang hồ ngắt nghéo tôi hả? Sợ quá, tôi sợ quá. Ôi trời ơi, không. Tao đâu có làm vậy làm gì. Kêu giang hồ ngắt nghéo cho nó gãy tai hay chi. Bị thịt mày nó chai rồi. Thịt mày là đá chứ không phải là thịt. Trời ơi. Thôi được rồi. Thôi bây giờ tôi thử được không? Thôi tôi thử. Nếu mà ông sai hợp đồng thì tôi bắt đền ông tôi cũng chưa muộn mà. Thử. Ờ. Thử đi. Đúng. Bởi vì trong hợp đồng có ghi rõ những yêu cầu của tôi. Một là phải đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Tôi quá đẹp. Thôi kệ, cứ giả mù giả câm chấp nhận đã. Được. Yêu cầu thứ hai là phải chiều bà. Được. Chiều theo những đòi hỏi của bà, đúng chưa? Ý vậy. Sao bây giờ bắt đầu nhá? Ủa, không phải thử ở nhà? Ở đây. Chồng tôi chiều tôi khắp mọi nơi mà. Sao có thực đi hiện được hay không? Thôi thôi, mới trả tiền lại đi cho nó nhẹ chuyện. Sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Chơi luôn. Sẵn sàng chiều bà từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ồ, em phục anh quá. Anh bản lĩnh quá. Bắt đầu nha. Mình ơi là mình ơi. Đổ lẹ vậy? Ơi, anh đây. Em cần gì hỏi nàng tiên kiều diễm của lòng anh. Ghê chưa, đã chưa? Nàng tiên muốn ăn. Ăn gì? Nàng nói đi, nàng muốn ăn gì? Anh sẽ sẵn sàng gọi lên đây cho. Bồi đâu? Cho bào ngư, di cá, tôm hùm, cua biển. Không, mà những thứ đó em không cần. Khoan, vợ ta không thích. Nàng thích món gì sao không gọi?
Ngu sao gọi đây, lát rồi tao trả tiền thấy bà tao hả? Trời, bình tĩnh ghê ha. Ờ chứ sao, bây giờ thì không ăn mà muốn ngủ à. Đi, nàng hãy nằm xuống đây ngủ. Nằm đi, nàng hãy an tâm mà sai giấc điệp, ta sẽ hầu hạ nàng đây. Ủa, cái thằng mất dạy kia, mày nghĩ sao mày kêu tao nằm xuống đất ngủ? À, ý mày muốn nói tao là heo giống mày, là chó giống mày hả? Hả? Cái quân hèn hạ tham lam xấu xa bẩn thỉu. À, biết rồi, tính chửi để tôi chịu không nổi bỏ cuộc thối tiền chứ gì. Sai lầm rồi nàng ơi. Anh rất thích được chửi. Nghe chửi là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Chửi tiếp đi. Anh khoái tận hưởng khi người ta chửi. Tiếp đi. Đã lắm. Trời ơi trời. Mẹ ơi, gặp cái thứ dữ rồi trời. Chửi mà nó thấy phê, thấy ghê không? Cái thằng này nó thuộc cái loại gì? Nó không phải người, nó cũng phải thú nữa. Nó là cái loại gì mới xuất hiện đây thôi nè. Mới đây nè. Nó là dạng là lạ nè. Trời ơi, không chửi nữa. À có cách rồi. Mình ơi, lại đây em biểu chút của mình. Có anh đây. Mình cần gì? Em không cần gì cao sang đâu. Mình cúi xuống đây đi. Chút xíu nữa. Chút nữa. Trời, sao bà đánh tôi? Bà kêu tôi. Bà. Chồng em không có chửi đâu. Em làm gì cũng không có chửi đâu. Dù em đánh đập đến tàn nhẫn dã man nó nghe, chứ nó không có chửi đâu. Chửi là thối tiền đó. Bà Tiên ơi, bà Tiên của lòng anh. Em đang giận anh hả? Đánh anh hả? Thích tát tay anh để làm trò tiêu khiển cho em vui hả? Em cứ tự nhiên đi, tự nhiên như người điên đi. Anh chịu đựng được mà. Anh đã tự xem mình như là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Càng là vai chính thì càng bị quánh nhiều em. Cứ tưởng tượng anh là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc đi. Anh có thể chịu được mọi sự tra tấn của em. Nào tát đi. Trời ơi, tôi bó tay với thằng này rồi trời ơi. Cái thằng chó này chắc nó là hiện tượng không trung lạ đây nè. Trời ơi, mà lẽ bây giờ tôi thua nó hay sao? Anh ơi. Anh à. Em cần ngủ. Nào, anh hãy ru em ngủ đi anh. Ru đi. Dân, anh sẽ ru đây. Vai anh, em hãy tựa đầu. Để anh ru khẽ về câu nhạc tình. Trời ơi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa cách. Anh sẽ đưa em đi về một lối trăng về. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai hẹn hò nữa không em? Em hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Trời ơi, chàng ru hay quá. Trời ơi, nhảy cũng giỏi nữa. Trời ơi, mình heo mà nhảy như khỉ vậy đó, thấy thương quá à. Trời ơi, như là đùi ươi vậy đó, thích lắm. Em thích lắm. Trời ơi, anh làm gì cái tự nhiên em nhớ, làm em thèm. Ăn gì? Dám kêu không? Mình kêu à? À không, em phải thèm ăn đâu. Biết mà, chứ thèm gì em yêu. Thèm được ngủ trên, không phải trên đồi cỏ nha anh hát đâu. Chứ đâu? Trên lưng anh cơ. Anh ơi,
anh có thể vừa cõng em đi chơi, vừa ru em ngủ bằng cái điệu nhạc mà nhảy y như kỳ rồi á, em mới chịu nha. Chưa thấy con nào ác độc bằng con này. Mày gì tiền hả? Tao sẽ cho mày banh thịt chiếc này rồi. Nó nghĩ ra những trò chơi cứ như là để dành tra tấn tù nhân thời Trung Cổ vậy. Em nói gì vậy? Chồng làm bầm gì vậy? Không chịu nha. Chịu, chịu chứ. Chồng liên tưởng cảnh chồng cõng vợ ru vợ ngủ cứ thật là mơ mộng lắm. Ru vợ tới khi vợ chết như phim Hàn Quốc nè. Ha, cũng lại là Hàn Quốc ha. Mà là Hàn Quốc thì chồng được làm túc luốc hết nào. Leo lên lưng anh đi mình ơi. Trời ơi là trời, nó lì cũng cỡ như trâu vậy. Thằng này nó vừa heo vừa trâu, vừa quái vật lạ, rồi làm sao mà chịu nó. Rồi cỡ nào nó cũng chịu nổi hết trơn. Nhưng mà nói thì dễ thôi, thực hiện không dễ đâu. Tao leo lên mà tao còn nhúng nữa, cho coi mày chịu cỡ nào nha. Tao không có leo thường như người yêu thương với nhau đâu. Tao nhảy lên. Hát đi, hát lên, nhảy lên. Không phải bình thường được nhảy. Nhảy lên, hát to lên. Hát to lên. Hát lên đây. Anh sẽ đưa em, đưa em đi về một lối chân trời. Mười năm ra rồi, thôi con mẹ mười năm nhọc nhằn. Mày chết chưa? Phải mày chịu trả tiền tao thì đâu có ra nông nổi này. Ủa mày nghĩ mày té ngã lăn ra vậy là đơn giản đúng vậy? Chồng ơi, chồng phải đứng dậy lên cổng đi để mà tiếp tục ru nha chồng. Chồng có quyền mệt mỏi, chồng là diễn viên Hàn Quốc, chồng không có quyền mệt mỏi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ủa sao tự nhiên, sao tự nhiên mày dẻo ngoẹo vậy? Mày là một cái khối thịt mà sao tự nhiên bây giờ mày nhũn ra như cục bột vậy mày? Ủa mày biết mệt à? Tôi đang bay mà. Mày biết mệt à? Mệt chứ. Mệt không? Dạ má ơi. Sao? Còn lại má. Ồ. Con thối tiền lại cho má đã. Thấy thầy của má mà đè lên con. Thầy ơi, con muốn nín thở rồi. Tao đâu có đè bình thường, tao đè bình thường không có si nhê với mày. Đúng. Tao phải có chiêu cao siêu hơn. Tao nhúng, đâu. Tao nhúng mày mới chết đó. Chứ tao không nhúng là mày đâu có đến nổi như vậy. Đau nhất là cái nhúng á. Mà bà xương của bà giống như là mấy cái cây á, nó trọt trọt vô người tôi. Tao quyết tâm tao làm chuyện đó mà. Dạ bây giờ cô lại má. Má lấy tiền của má đây. Con mà lấy tiền của má chắc con cũng chữa bệnh hậu, cũng đủ chết rồi. Ôi, ê, ẩm cả người. Con xin đầu hàng má vô điều kiện. Tiền nè, về đi. Chắc con phải khám tổng quát luôn mới được. Không, chàng ơi, dừng chân đứng lại, chàng không đi đâu được hết. Dạ, con lại má. Chưa có xong mà. Má ơi, con còn có 105kg thịt này thôi à. Không còn tiền nữa đâu. Tôi xin không tham gia nữa. Bà tìm người khác chơi cái trò khùng điên này, tôi sợ quá. Đúng rồi, anh nói đúng. Gì đúng? Em đang điên đi nè. Anh đừng bỏ em trong lúc này. Em cần anh thật sự đó. Anh yêu của em. Buông tôi ra, trời ơi, bà điên mất rồi. À đúng rồi, phải rồi. Em đã điên vì mười mấy năm qua muốn nói tiếng yêu anh mà chưa một lần dám nói. Là điên vì tình đó anh. Em thú thật với anh là từ lâu em đi lùng sục khắp nơi. Một người nào đó có thể làm lú mờ được hình ảnh chồng em, nhưng thật là vô vọng. Việc em làm cứ như muối bỏ biển. Thế rồi hôm nay bất ngờ em gặp được anh đây. Chính anh là thằng đàn ông thay thế chồng em một cách lý tưởng nhất. Ôi anh chịu đựng giỏi lắm, anh lì đòn lắm, nói không phải khen nghe, anh lì lắm.
con trâu mà nó gặp anh kiểu này nó còn phải bái anh làm sư phụ nữa đó. Trời ơi, bà nội ơi, tha giùm cho con. Con ối tiền lại rồi mà cũng không tha nữa. Tỉnh lại đi, ai đã nhập bà vậy? Xin đừng, em xin anh đừng từ chối mà. Em yêu anh mà. Người ấy vừa nói gì? Yêu anh. Yêu tôi? Phải, em đã yêu anh. Anh ơi, hãy đồng ý đi anh. Chúng ta cùng sống trong nhung gấm lụa là em giàu lắm đó anh ơi. Trùm dầu hắc Iraq mà anh. Ồ, nhớ rồi, Việt kiều Iraq đó. Không, không Ngọc Nữ ơi. Gì? Giá như Đồng Nam này đừng biết em là một người giàu có, anh sẽ nói lại lời yêu em từ lâu rồi kìa. Chứ em nữa kìa. Còn bây giờ, anh mà bằng lòng yêu em thì nhục lắm, mang tiếng lắm, xấu hổ lắm, có thác cũng chưa rửa hết được nhút nhơ. Gì mà dễ sợ vậy? Anh không bằng lòng em sẽ chết cho anh coi. Đừng làm vậy. Anh bằng lòng chịu nhục mà. Đó. Vì em chịu nhút nhơ mà. Đó. Em ơi, hãy dừng lại đi. Ai đã từng không vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Không. Nhưng ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu. Khi con tim ai cho trao ai tình yêu rồi, xin đừng đem nó xót xa gieo sâu trên yêu thương. Ôi trời ơi, cuối cùng anh đã bằng lòng rồi, em hạnh phúc quá. Mặc dù anh chưa thể sánh được chồng em, nhưng mà vậy cũng đủ lắm rồi. Anh so với chồng em cũng 90 rồi đó. Em nói sao? Anh như vậy mà thua chồng em à? Không, anh đã nói yêu em thì anh phải thể hiện. Anh không chấp nhận. Để ai yêu em hơn anh được? Thử thách gì? Nói ra đi. Tại sao mới chỉ là 9 phần 10 chứ? Có cần phải nói không anh? Có cần không hả anh? Cần chứ em, quá cần luôn. Phải xóa mọi tình cảm của em dành cho chồng em, chúng ta mới hạnh phúc trọn vẹn được. Vậy được rồi. Vậy sẵn có đây ta làm luôn đi. Ok, chơi luôn. Ủa, mà làm gì? Anh quỳ xuống đi. Sẵn sàng quỳ trước mặt em đây. Trời ơi. Tưởng gì quỳ là sở trường của anh mà. Chửi mắng cắn xé gì làm đi em. Anh đang chờ đợi hứng chịu trong hạnh phúc đây. Còn một điều anh chưa bằng chồng em. Anh có muốn bằng không? Điều gì anh cũng chơi láng hết. Em đã chết không khóc than, chết trong vui sướng. Vậy sao? Mai mốt này anh sẽ chết, anh sẽ cười to hơn hắn. Trời ơi, mà chồng em chết là do em giết đó. Và cũng chính bằng con dao này. Này, bây giờ em sẽ cùng anh làm lũ mờ hình ảnh anh ấy trong tim em. Em sẽ... Không, không, chi vậy? Đừng... Đừng được không em? Anh không so sánh so bì nữa, anh chấp nhận thua. Không, anh phải hơn. Anh phải sánh, cười lớn lên anh. Không. Nào, em sẽ giết anh. Rồi, anh sẽ cười trong tiếng cười ngạo nghễ. Không, cười không nổi rồi. Phải cười. Trời ơi, chạy thấy thương à. Nghĩ sao vậy, tưởng chưa? Hả? Nghĩ sao mà ra cái dịch vụ cà chớn như vậy? Tình yêu là tự người ta tìm đến với nhau. Hả? Làm gì có chuyện mà phải tìm người thay thế chồng con. Chồng chết rồi nhưng mà người ta có yêu thương nhau thì bằng tấm lòng, hiểu chưa? Làm gì có cái chuyện mà dịch vụ này kỳ cục vậy hả? Chưa chưa, ở những ai đừng có tính bậy bạ như vậy nghe chưa.